Tài chính nữa chứ bộ anh. Về cá rộng dồn cái là cũng thế. Biết là mạnh rồi nhưng mà cá nó sụt ký. Cá nó sụt ký. Ừ, cá nó sụt ký. Mấy cái thứ hai nữa mà mùng giọng mình để dồn vậy là mình phải có tiền gấp đôi để đi bắt cá. Câu hỏi về tôi về đi. Không? Phải có tiền gấp đôi để bắt cá. Rồi, để anh tính. Rồi, có gì anh báo cho anh Hai Loan làm biết gì.